Chào mừng đến với machine learning. Machine learning là gì, có lẽ bạn sử dụng nó nhiều lần trong ngày mà không hề biết. Mỗi khi bạn muốn tìm hiểu điều gì đó như cách làm sushi roll, bạn có thể thực hiện một tìm kiếm trên web bằng google, bing hoặc baidu để tìm hiểu. và điều đó hoạt động rất hiệu quả vì phần mềm machine learning của họ đã tìm ra cách xếp hạng các trang web. hoặc khi bạn tải lên những bức ảnh lên instagram hoặc snapchat và nghĩ rằng để họ có thể xem những bức ảnh của họ chả các ứng dụng này có thể nhận diện bạn bè của bạn trong những bức ảnh và gắn nhãn cho họ đó cũng là machine learning hoặc nếu bạn vừa xem xong một bộ phim star wars trên dịch vụ phát video và bạn nghĩ bộ phim tương tự nào mà tôi nên xem chả dịch vụ phát video có thể sẽ sử dụng machine learning để đề xuất cho bạn một bộ phim mà bạn có thể thích mỗi lần bạn sử dụng voice to text trên điện thoại để viết một tin nhắn văn bản hoặc nói với điện thoại của bạn hey Siri play a song by Rihanna hoặc hỏi điện thoại khác của bạn ok google show me indian restaurants near me đó cũng là machine learning mỗi lần bạn nhận được email có tiêu đề congratulations you've won a million dollars có lẽ bạn sẽ rất phấn khích hoặc nhiều khả năng hơn là dịch vụ email của bạn sẽ đánh dấu nó là spam đó cũng là một ứng dụng của machine learning ngoài các ứng dụng tiêu dùng mà bạn có thể sử dụng ai cũng đang nhanh chóng xâm nhập vào các công ty lớn và các ứng dụng công nghiệp. Ví dụ, tôi rất lo ngại về biến đổi khí hậu và tôi vui mừng khi thấy rằng machine learning đã giúp tối ưu hóa việc phát điện từ tua bin gió. Hoặc trong y tế, nó đang bắt đầu xâm nhập vào các bệnh viện để giúp các bác sĩ đưa ra các chẩn đoán chính xác. Hoặc gần đây tại Learning AI, tôi đã làm rất nhiều công việc đưa Computer Vision vào các nhà máy để giúp kiểm tra xem có bất kỳ khuyết điểm nào trên sản phẩm ra khỏi dây chuyền sản xuất. Đó là Machine Learning. Nó là khoa học về việc làm cho máy tính học mà không cần được lập trình một cách rõ ràng. Trong khóa học này, bạn sẽ học về Machine Learning và tự mình triển khai Machine Learning trong mã nguồn. Hàng triệu người khác đã tham gia phiên bản trước của khóa học này là một khóa học đã dẫn đến việc thành lập Coursera. Và nhiều học viên đã xây dựng các hệ thống machine learning thú vị, hoặc thậm chí theo đuổi các sự nghiệp rất thành công trong AI. Tôi rất vui mừng khi bạn cùng tôi trên hành trình này. Chào mừng và chúng ta hãy bắt đầu.